trả bài thì đàn ông thích hơn hay là phụ nữ thích hơn hả em Quỳnh? Đương nhiên là phụ nữ phải thích hơn rồi anh. Trong một cuộc yêu nhá, thời gian lên đỉnh núi của người đàn ông chỉ rơi khoảng tầm từ 5 đến 15 giây thôi. Còn một người phụ nữ nó phải rơi từ 8 đến 30 giây lận. Thứ hai nhá, phụ nữ có thể lên đỉnh núi 2 đến 3 lần trong một cuộc yêu là điều hết sức bình thường. Nhưng đàn ông thì chỉ duy nhất là một lần thôi. Tính về cái thứ ba là cái mất sức thì phụ nữ chỉ mất sức khoảng 30% thôi. Còn đàn ông các anh ấy mất sức đến tận 80%. Thế thì em hỏi các anh, ai sẽ là người sướng hơn ạ? Phụ nữ thì có bị xuất sớm không hả em Quỳnh? Có chứ anh, tùy cảm xúc, tùy từng cái cần gạt số khác nhau và tùy từng người trả bài nữa. Mỗi một cuộc yêu thì sẽ có một cảm xúc mới lạ riêng, nên cái chuyện phụ nữ có bị ra sớm là điều bình thường. Tuy nhiên ý, phụ nữ mà ra sớm là những người có lộc anh ạ. Tại vì nhá, thông thường trong một cuộc yêu phụ nữ có thể lên được trên đỉnh núi vài lần. Nếu như bà nào bị ra sớm thì bà đấy sẽ lên được đỉnh núi vài lần và người đó thì rất là sướng. Nên chị em nào mà ra sớm được là cái tốt anh nhá. Yêu nhau lâu mà người yêu không cho thịt thì có nên bỏ không? Người ta đã bảo rồi, kim đâm vào thịt thì đau, người đâm vào thịt nhớ nhau cả đời. Nên yêu nhau mãi mà không được chén thì tình yêu cũng khó bền. Tuy nhiên mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về tình yêu. Còn quan điểm của tôi là như vậy đó. Chứ yêu nhau mãi mà không chén thì khác gì tình đồng chí, đúng không hả mọi người? Vợ anh mờ lem hăng say quá, anh toàn ra sớm thôi, có cách nào để có thể chịu được qua cái màn mờ lem đó không hả em? Em tưởng gì khó chứ, cái chuyện này thì vô cùng là đơn giản thôi. Em đã hỗ trợ hàng chục nghìn anh có thể giải được cái bài toán khó này. Bây giờ nhá, một là do cần gạt số của anh quá nhạy cảm, hai là anh gặp phải đối thủ quá là nặng ký. Bây giờ anh sử dụng thêm một liệu trình cao xin xú ở nhà em, nó sẽ làm giảm độ nhạy cảm xuống. Và dù nhá, vợ anh hay người yêu anh có mờ lem thì vẫn thoải mái, hăng say mà anh vẫn sẽ tập trung được cái thời gian của mình trên 20 phút. Và khi mà anh muốn ra ấy, thì anh phải tập trung cao độ và dập thật mạnh thì mình mới có thể ra được anh nhá. Còn nếu như anh cần em hỗ trợ thì cứ nhắn tin riêng cho em anh nha. Tại sao khi lên nóc nhà phụ nữ lại hay co giật cà tưng vậy hả chị Quỳnh? Những ông lần đầu tiên thấy hiện tượng này thì chắc là đang lo lắng và lo sợ lắm đúng không? Còn những ông mà thường xuyên thấy cái hiện tượng này rồi thì chắc là đang cười tủm tỉm vì khoái chí. Giải thích cho cái lý do tại sao phụ nữ lại giật cà tưng khi trả bài, bởi vì lúc này cô ấy đã chạm tới đỉnh của hưng phấn và nó kích thích đến dây thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng đó là co cơ. Cơ này có thể co là cơ bụng hoặc là cơ toàn thân. Tuy nhiên ý, thì cái tình trạng co cơ này chỉ diễn ra trong khoảng vài giây thôi là kết thúc. Tức là lúc đấy cô ấy đang đạt được khoái cảm đỉnh cao. Nên ý, một người đàn ông mà làm cho phụ nữ co cơ giật cà tưng như thế là một người đàn ông bản lĩnh anh em nhá.